anh lỡ một lần không mà lỡ là ngay giờ bỏ qua má ba thằng từ nè từ biển rồi nè ba thằng mình chúng mình ba đứa là đây nói cho cả nhà biết ngay lộn tan nhà có tan nhà nó bạn cũng vậy đó cũng không bị nhớ nghe bạn nói ra nhớ ra rồi rồi có bằng chứng á nè tao đưa lên Facebook giữ giùm tao lên giữ đây nè. Nhưng mà cả nhà nhớ ăn tin YouTube của chúng mình ba đứa hoặc của Nguyễn Nguyễn hoặc là Bụi Đời Minh Lạc. Bụi Đời Vlog. Bây giờ là Bụi Đời Vlog nè. Nhưng thật sự ra vấn đề mà Bụi Đời Vlog á nó làm sao hết. Nhưng ba thằng này mới chính là chúng mình ba đứa. Đúng. Từ nhỏ tới lớn. Chúng mình ba đứa là đây. Đó, đó. Bây giờ là tụi tôi đang trên đường là phiêu bạc. Giờ không biết ở đâu. Giờ sẵn là bạn nói mình ý hôm nay mình chủ đích là mình đi muốn đâu. Để làm cái gì đó giờ bạn nói đi. Bây giờ mình muốn tới nè cố đại tá Trần Đình Bảo. Gì Trần Đình Bảo? Nguyễn Đình Bảo. Ừ. Nhưng mà người ta vẫn nói là Trần Bảo. Ông hai cái vậy mới. Phải không đó nghe người ta không biết à. Nguyễn Đình Bảo. Nguyễn Đình Bảo. Nhưng à. Mình nói vậy nè, cái chế độ nào cũng vậy hết. Ừ. Nè cái nhóm tụi mình nè, miễn bình luận gì chính trị. Ừ. Mình tụi mình nói nha. Bây giờ nè, nếu đất nước mình ông này tướng nhưng mà ông phục vụ cho đất nước mình. Ừ. Nếu có thay ngôi đội chúa ông tướng khác nhưng mình vẫn tôn trọng. Ừ. Nhưng mà mình không bình luận vậy đó, mình đó tóm lại mình đam mê mình yêu mê. Cái bài nhạc này mình muốn đi đến đó để mình quay trực tiếp cho các bạn mình thấy. Quay trực tiếp là ngay chỗ là ông Nguyễn Đình Bảo, mộ của thiếu tá Nguyễn Đình Bảo, thiếu tá Đình Bảo đó vậy đi chứ đâu gì đâu. Ngoài ra là cái đó là bên quay ca nhạc là bên bên guitar Thùng Minh Lạc, bên guitar Thùng Minh Lạc, còn mình quay YouTube. Cái YouTube là Bụi Đời Vlog, Bụi Đời Vlog là quay là những cảnh bạn mình Nguyễn Tài kia nọ ha, mình quay là thực tế. Ừ. Là ba cảnh vật đồ này kia nè, mình okay. Để nói về cái cuộc đời của Nguyễn Đình Bảo hoặc là cái chiến tích của ổng. Ừ. Bởi vì người ta nói nè, nếu không có mùa hè đổ lửa năm 1972 và nếu như có không có cuộc hành quân Lam Sơn 79 thì dân tộc thành thị và các bạn bè của chúng ta sẽ không bao giờ biết đến căn cứ Sạc Ly. Okay. Các bạn nhớ nè, căn cứ Sạc Ly là một thung lũng nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 1,060 km, tính theo đường chim bay nằm về hướng đông bắc, nơi mà 3 tiểu đoàn dù và 5 tiểu đoàn quả lực đã anh dũng giao tranh với 47 ngày đêm. Và kính thưa quý vị, với 47 ngày đêm đó chỉ có máu và lửa tràn ngập trên quả lồi Sạc Ly. Ok. Và kính thưa các bạn, từ trên những ngọn đồi cao A1, A2, A3 với những tràng bom thảm tuôn xuống Sạc Ly, và Sạc Ly đang nằm trong biển lửa, ở nơi đó có cố đại tá Nguyễn Đình Bảo và hôm nay và người cuối cùng đã ở lại Sạc Ly. Và hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi đến thực hiện một đoạn clip để quay lại và hát lại những bài hát mà để tưởng nhớ tới cố đại tá Nguyễn Đình Bảo. Bây giờ xin mời các bạn cùng hướng theo chúng tôi, anh em chúng tôi, và nhớ ủng hộ, like và chia sẻ cho anh em chúng tôi. Okay. Ha. Và bây giờ cuộc hành trình của anh em chúng tôi xin bắt đầu. Xin mời. Xin mời. Đường đến tỉnh Bình Phước nha các bạn. Để quay một đoạn clip. Đầu tiên là hát trên kênh của Guitar Thùng Minh Lạc. Với bài hát được mang tên Người ở lại Sạc Ly. Người ở lại Sạc Ly. Và bên kênh YouTube của mình là bên kênh Bụi Đời Vlog, để mình quay toàn cảnh những gì mà mình ghi hình lại trong cuộc hành trình này. Và đi đến đây mình thấy đoạn đường này rất là đẹp, các bạn thấy không? Đó, hai bên đường có cái hoa rất là đẹp đó, nên mình các bạn nhìn thấy không? Nè, hai bên đường cái này là bông này người ta kêu bằng chuông vàng. Ừ. Mà nó đang nở cái màu vàng rất là rực rỡ. À. Rất là đẹp. Và hiện tại giờ mình đang ở đâu ạ? Ở địa phận nào? Huyện Củ Chi ạ? An Nhân Tây. Vẫn còn thuộc về của huyện Củ Chi. À. Của An Nhân Tây. Mình chưa có lọt đây. Về ở đây là có tấm bảng địa đạo Củ Chi nè các bạn thấy không? Còn 11 km nữa là sẽ đến địa đạo Củ Chi. Ha. À đúng rồi. Mấy ông làm thí dữ mà chưa tỉnh quỷ rồi tụi phát nón vậy bây giờ phát nón vậy như mất cái đầu. Nói chung là câu chuyện vui nha các bạn, nãy giờ tụi tôi đi tìm cái vị trí của mộ Nguyễn Đình Bảo mà cuối cùng tôi cứ tới quán gặp ngay ông già, cuối cùng gặp ông già đó, ông túng ngay ông về cộng luôn hết.
hỏi ông không biết ông gì ông nói không biết là chú quý ông Phong làm tỉnh ủy tỉnh á, ông Phong là tỉnh ủy làm tỉnh ủy trời, rồi giờ ông tới biến đó, chú giờ ra trời ơi cũng tới biến là mấy năm nay nói qua nói lại tôi tốn cho đúng là tốn tiền hai chai nước trời ơi, mỗi lần vô quán hỏi là tốn con trai thôi mà vô thấy ổng già rồi, ổng năm nay ổng 70 tuổi rồi, mình nói chắc ăn rồi thôi vô mua hai chai chưa kêu bán nước cái ổng thôi mày lợi chút xíu để tao ghé tao lấy hai cái ly, cái mình biết ổng tưởng ổng biết mình quất hai chai luôn, cuối cùng mà không biết giờ đi mua nữa nhưng mà là rốt cuộc ổng mắc cái nón ổng mắc mà ai cũng nói đâu nó thấy chùa hồ nó xuống không đi vô nó hỏi vô mà hỏi ổng sao mày nhìn mày biết ông ta biến không? Biết, thấy ông ta biến rồi, ông nói nè. Rồi tính thấy ông ta phong độ quá, bảy mấy rồi, tính ông nhớ vụ ông Nguyễn Đình Bảo luôn. Rồi ông nói trời ơi, tụi ta biến luôn, nhớ luôn quên. Trời ơi, rồi ông nói, ông là lính của ông tỉnh quỷ gì vậy? Rồi. Mà ông thấy mình mặc đầu dây mà ông chữ sao? Mình mặc đầu rằng rây gì không? Ông nói lính của tỉnh quỷ, trời ơi, ông lính tỉnh quỷ trong nón của... Việt Nam hôm qua đấy lâm ra đau ông đâu dám nói ông ấy xưng là ông đệ tử của ông Nam Phong là tỉnh quỷ hồi xưa tỉnh Bình Phước ông đảo qua đảo lại rồi đó mà tôi ghé tôi thấy cái nón tôi ghé quá tôi lấy tôi đậu luôn tôi đậu đã đèn ngay cho nước đàng hoàng nhưng cái nón nó lấy giùm ổng chứ để ổng lên cánh màn nồi bọn đậu của nó tràn lát cái này đó rồi đó đây là cái nón nè dạng vũ quan đó nói vũ quan này nói vũ quan này nè thứ nữ vừa là cán bộ nông thôn mà bớt giỡn à đặc tình bây giờ đang đi tìm tìm các bạn ơi khó quá giờ không biết sao đây nè alo nghe nè thật sự đi tìm mộ của thiếu tá Nguyễn Đình Bảo rất là khó khăn nha các bạn sáng giờ nổi hành trình sáng vô khoảng đường cắt ngang kìa rồi nói tóm lại là cứ hỏi rất là nhiều người bây giờ anh em chúng tôi đi xuyên qua cánh rừng cao su bây giờ chuẩn bị hỏi tiếp đây là địa phận của tỉnh Bình Phước huyện Trân Thành alo coi như là giờ này anh em chúng tôi đi từ sáng tới bây giờ là 2:38 hiện tại giờ anh em chúng tôi đến huyện Trân Thành của tỉnh Bình Phước như lúc ban đầu đã nói với các bạn biết đó là đi tìm mộ của Trung tá Nguyễn Đình Bảo, Đại tá Nguyễn Đình Bảo để anh em chúng tôi quay một cái clip cho gửi đến các bạn. Chúng tôi định quay bài hát Người ở lại Charlie. Cái bài hát đó là nó luôn gắn liền với lại Đại tá Nguyễn Đình Bảo do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết tặng cho cố đại tá. Nhưng tìm kiếm của anh em chúng tôi từ sáng giờ khi mà hỏi ra được là nơi đây họ đã san bằng hết rồi đó không còn nữa nên bây giờ đành phải quay về Sài Gòn thôi vậy thôi cũng xin cáo lỗi cùng các bạn nha mình cũng có nhiệt huyết đi tìm nhưng mà cuối cùng tìm không được đó xin các bạn cũng thông cảm giùm. Đây ba anh em chúng tôi đi cũng đi dữ lắm Minh Lạc đi bên kênh Guitar Thùng Nguyễn Trung và tôi Nguyễn Tài của kênh Bụi Đời Vlog cố gắng tìm kiếm nhưng mà cuối cùng cũng tìm không ra được thôi vậy bây giờ dây đó sẵn có đàn trên xe anh em chúng tôi sẽ thực hiện một bài hát tại huyện Trân Thành luôn đó cũng là có một cái hơi hướng về cố đại tá Nguyễn Đình Bảo và bây giờ tôi Nguyễn Tài xin gửi tặng các bạn và các anh chị một bài hát rất là hay để tưởng nhớ đến cố đại tá Nguyễn Đình Bảo và bây giờ mình xin mời Phước Trung có lời giới thiệu đến tất cả cộng đồng mạng hello chào cả nhà
thật sự ra anh em mình rất là mệt mỏi, nhưng mà không có đạt được thành quả thì cũng rất là buồn. Đúng ra thì mình tính tìm về nơi khu vực này ở đó, người ta kêu bằng cái chi khu để tưởng nhớ về cái lịch sử hồn của Nguyễn Đình Đạo. Thì tụi mình định ra quay cái ngoại cảnh, ví dụ ngay cái chỗ mộ mã của Nguyễn Đình Bảo, nhưng không được. Thì đây, trên đường về mình cũng không làm cho cộng đồng mạng hoặc là anh em nào có tham gia về vấn đề là cái kênh YouTube vlog buổi đời của Nguyễn Tài. Mình nhóm chúng mình ba đứa đây sẽ đến với quý vị với một nhạc phẩm cũng rất là dễ thương, để cho chúng ta nhớ về cái lịch sử hồn của Nguyễn Đình Bảo. Kính thưa quý vị, nói về Nguyễn Đình Bảo thì thật sự là Nguyễn Đình Bảo là người cuối cùng đã ở lại Charlie. Kính thưa quý vị, nếu không có mùa hè đổ lửa năm 1972 và nếu như không có cuộc hành quân Lam Sơn 719 thì dân tộc, thành thị và các bạn trẻ của chúng ta sẽ không bao giờ biết đến căn cứ Charlie. Mình xin nói với quý vị và các bạn, căn cứ Charlie là một thung lũng nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 1060 km, tính theo đường chim bay, nằm về hướng đông bắc, nơi mà 3 tiểu đoàn dù và 5 tiểu đoàn hỏa lực đã anh dũng giao tranh với 47 ngày đêm. Và 47 ngày đêm đó chỉ có máu và lửa tràn ngập trên quả đồi Charlie. Kính thưa quý vị, từ những ngọn đồi cao A1, A2, A3 với những khẩu pháo 105 ly đầu bạc đang bắn thẳng yểm trợ cho những chiếc F5 A37 đang quằn quại xé tung bầu trời, tuôn những tràng bom thầm xuống Charlie. Và Charlie đang nằm trong biển lửa. Ở nơi đó có đại tá Nguyễn Đình Bảo, cố đại tá Nguyễn Đình Bảo là người cuối cùng đã ở lại Charlie. Và đây, với giọng hát của Nguyễn Tài, xin mời quý vị hãy lắng nghe. Anh hỡi anh ở lại Charlie, anh hỡi anh dạ từ vũ khí, vâng chính anh là ngôi sao mới một lần chợt sáng trưng, là cánh dù tan bằng tuyết thương vô cùng. Này anh hỡi anh ở lại Charlie, vâng chính anh là loài chim quý, ôi cánh chim trùng khơi van lý một lần dậy cánh bay, gửi để cho người lúc mắt trên tay. Anh đi từ tổ ấm, anh ơi địa danh nào thiếu dấu chân anh, đời anh về chỉ còn trên vần trắng đứa bé thơ tắm khang xô bơ vơ, người qua phố cô đơn sống trong mơ chú mò rồng đắt tôn rách sườn, ôi khe xanh gió mùa đêm Hà Lao nước sâu. Anh cũng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thi thành. Anh nhớ anh trời làm cơn bão, anh tiếc anh chiều dần thay áo, ôi
vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương, hỡi bước chân dung trên công viên buồn. Sinh một lần thôi, một lần thôi, vẫy tay tả từ trái đi. Sinh một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Nhớ anh trời làm giông bão, nhớ anh rừng điều thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương, hỡi bước chân dung trên công viên buồn. Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh. Đời anh về chỉ còn trên vần trắng, đứa bé thơ tắm khăn xô bơ vơ. Người qua phố câu đưa sóng trong mơ. Chú mơ đông đắc tô rách luôn trước khe xanh gió mùa, đêm hạ lao thức sâu. Anh cũng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Chạc ly tên vẫn chưa quen, người dân thì thành anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương, hỡi bước chân dung trên công viên buồn. Sinh một lần thôi, một lần thôi, vẫy tay tạ từ trác ly. Sinh một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Sinh một lần thôi, vẫy tay tạ từ trác ly. Sinh một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Chào Bình Phước nhé.